Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của em Tên để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai nha quý vị. Mai nút nụ để phục vụ cho quý vị mình chơi Tết ha. Chào em. Dạ, em chào anh Tấn, em chào tất cả anh em tin toàn quốc. Hôm nay em tiếp tục đem về 20 cây mai dảo Thủ Đức một bông từ 6-12 cánh. Em muốn giao lưu tất cả anh em, hình thức em bao ship toàn quốc. Còn em ở xã Bình Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Em cũng cảm ơn anh em đã ủng hộ em mấy lúc trước, em mong em anh em ủng hộ lúc này lúc tới em cảm ơn nhiều với anh em mà chốt cây á, cho em xin 200k tiền cọc mới ship cây đi, anh em bị tết rồi em không có đủ phí ship cây đi nên em xin anh em 200k tiền cọc mới ship cây đi vậy. Rồi mã số đầu clip này mà mình thấy là mã số 35 đi anh, 35 cho khỏi trùng với bưu điện anh. Rồi em này cao tầm khoảng 1,5 m ha, tán ngang chắc khoảng 1,3 m quý vị, tàn đẹp quá nè. Cây này được không? Mới mốt anh mua cây mai này được không? Tàn đẹp ha. Rồi, vô cái hoành luôn. Hoành 22. 22 hoành quý vị, xương cành đẹp. Nụ thì em dừng lại cái tiền. Nụ thì có mớ thì nó cũng bung như thế này nha quý vị. Mớ bung xanh. Đa số thì chưa có bung, nút nụ no như thế này nha quý vị. Vậy thì tùy cái vùng miền mà quý vị mình chọn cây cho thích hợp nha quý vị. Cành sao cho nó trổ ngày Tết thì mình chơi ha. Cái này giao lưu nhiêu đem? Dạ em giao lưu giá 700. Rồi 700 quý vị, giá yêu thương quá sát. Rồi mã số tiếp theo luôn. Mã số 36 ha. Mã số 36. Rồi, mã số 36 đây quý vị. Em này khá là cao. Đó, em này cao khoảng tầm là 1,7 m nha quý vị. Tán ngang thì khoảng tầm 1 m ha. Ngang khoảng 1 m rồi quý vị. Trong màn hình quý vị thấy tán quá trời siêu nụ luôn cả nhà ơi. Đây nụ nó vậy đó. Bự không vậy ha nè. Đây cũng vậy quý vị, đặt hết trơn ha. Này thì chưa có bung lụa nhưng quý vị thì dùng miền quý vị mình chọn cây cho thích hợp nha. Cành sao cho trổ ngay Tết thì chơi Tết ha. Tại cành thì cũng đều quá nè ha. Rồi quanh Tấn giùm em đi anh Tấn. Rồi 26 quanh. Rồi để cộng bắp quá ha. Rồi họ để cộng lực quá sao gì ơi. Giao lưu giá 1 triệu ạ. Rồi 1 triệu. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số 37. Rồi mã số 37 thì em này cao nó khoảng 1,4 m nhìn quý vị. Còn tán ngang thì khoảng tầm 1,1 m ha. Quá trời nụ luôn. Rồi dừng luôn đây. Nụ nè. No nụ bự không. Đó. Đó nụ bự không rồi quý vị ơi. Chản không ha. Nụ bự không. Rồi thân cành luôn đây. Đâu hoành quý vị ơi. Hoành 23 hoành. 3 để có luôn nè. Đó, đây. Để còn bự không quý vị. Vậy luôn như em. Giao lưu giá 900. 900. Rồi, xuống cây luôn. Rồi mã số tiếp theo. 38. Rồi mã số 38 thì em này cao tầm khoảng là 1,6 m. Tán ngang lấy 1,2 m nha quý vị. Tàn cũng xòe đẹp xương lực ha. Đây nụ đây. Nụ no ha. Tròn. Nó tròn giống như là nụ của hoa đào vậy. Do hết trơn nè. Ok ha. Đó, xương cành cũng đẹp nè quý vị ơi. Này đẹp quá đây. Rồi cái hoành 24 hoành. Rồi xây đế luôn. Để dần vòng nữa đi. Khoan. Đó, khá đế quá ha. Tay cành đẹp. Giao lưu nhiêu em? Em giao lưu giá 1 triệu ạ. Rồi 1 triệu rồi quý vị. Rồi mã số tiếp theo luôn. 39 phải không em? Mã số 39. Rồi 39 thì em này cao khoảng 1,7 m nhưng quý vị, tán ngang khoảng 1,3 m ha. Nụ quá trời nụ luôn cả nhà ơi. Nụ đặt cây. Đây. Quá trời nụ luôn. Luôn em ơi. Nè quý vị ơi. Em này thì cũng có mới ít bung vỏ tấu như vậy đây. Mới ít ha. Còn đa số là nút nụ nó như thế này nè quý vị nè. Đa số nó như thế này ha. Đó. Cũng bự đặt cây trời ha. Đặt cây trời trắng giả trời ha. Còn xương cành là xương ngang nè quý vị ơi, phong bố đẹp ha, đều đó ha.
Đế lực luôn, hoành thì 23. Hoành. Đế có đế luôn, lực luôn. Đó, đế cộng bự luôn. Đó, em này đế thân cành nụ đẹp hơn ha. Rồi em cũng giao luôn giá 1 triệu luôn hả? Rồi 1 triệu rồi quý vị. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục mã số 40. 40. Này cũng hơi cao cao nữa ha. Lấy là báo lấy 1m7 nha quý vị. Tán ngang tầm khoảng 1m2 ha. Đó. Nụ bự bự không nào quý vị. Đây. Vậy ha. Vậy thấy những cái chấm bì ha để mình chặn tay lại. Đừng có lửa hết trơn cả nhà. Vậy tính xuống lúc không mẹ nó. Thấy cái vậy thấy ha. Đặt hết trơn nè ha. Trên dưới cũng vậy, trái phải cũng vậy ha. Đó, nụ bự bự không à. Quý vị, nụ ha. Rồi, thân cành cũng đều nè quý vị. Hoành đâu? Hoành 22 hoành. Rồi, 22. Để. Đây, để đây. Đó. Vô luôn giá 800. Rồi, 800. Cho mặt số 40. Rồi, mình qua mã số 41, em này quá xá nụ luôn. Này cao thì cũng khá là siêu cao. Luôn. Này cao khoảng 1m8. Tán ngang, lấy 1m2 nha quý vị. Đây, dừng luôn. Nụ đây, tán giả. Cái này em này thì cũng nó bung cái lớp vỏ vỏ trấu ở ngoài quý vị, cái vỏ nâu nâu ở ngoài ha. Rồi, giờ nó xanh xanh hết rồi nè. Đó. Bung hết rồi nè quý vị. Bung hết lớp ngoài nữa ha, đụng rớt ha. À, nụ thì trắng dạ. Đó, đặt cây ha. Hoành bự ha. Hoành 27 hoành. 7 nè, đế đẹp luôn. Đó. 27 hoành đế nè. Ờ cũng có má. Đế qua đây quý vị ơi, đế lực luôn ha. Rồi, giao luôn như đem. Giao luôn giá 1 triệu mốt ạ. 1 triệu mốt quý vị. Hoành bự, đế cũng khá là đẹp, đủ nhóc luôn. Rồi mã số tiếp theo 42. Rồi 42 thì em này cao lấy 1m5 nha quý vị, tán ngang lấy 1m2 nha quý vị. Đọc chủ ha, xương cành nè, là nụ nè. Để mình chặn cái tay lại cho quý vị ngắm nghía cái độ bự của nụ đây ha. Đó. Dài dài bên đây cũng vậy ha. Đó quý vị. Ha. Bự bự không ha. Rồi, xương cành đây quý vị. Hoành 24 hoành. 4 hoành đúng nè. Rồi đế luôn. Đó, đế đẹp quá đây. Kính đế mà cộng nào cũng bự bự không nè ha. Đó. Vô luôn giá 800. Rồi, 800. Rồi, mã số tiếp theo 43. Đây 43 đây quý vị. Tàn tròn ha, này cao khoảng 1m3, ngang thì chắc khoảng 1m4 rồi quý vị ơi, tán ngang nó xè rộng ha, tàn đẹp quá, rồi nút nụ luôn nha quý vị, nút nụ nó như thế này nè, nhóc trong thân ở trên nè, cành ha, nè. Chấm bì rồi quý vị đó, đặt cây trên nè, đó. Đặt cây luôn nha quý vị. Xương cành đẹp, thóc thân thấp. Hoành như vậy. Hoành 23 hoành. Đây, 23 ha. Rồi, 23 hoành. Giao luôn nhiêu đem? Giao luôn giá 700. À, 700 à, cái đẹp ha, đẹp rẻ luôn. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo 44. Em này cao lấy 1m6 nha quý vị. Tán ngang gọn gọn chắc khoảng tầm 1m đến 1m1 ha. À, một cốt thẳng luôn. Rồi, nút nụ gì mình ngắm nghe từ đỉnh ra xuống, em này nụ rất là to nha quý vị. Nụ nó bự bự không vậy nha quý vị. Đặt hết trơn. Hết rồi. Bắn hết cây rồi mới bứng về mới đi. Nụ rất to ha. Đặt cây luôn. Kêu nó xuống chặt hai cây tao bà. Trương cành đẹp luôn. Rồi 21 hoành đi ha. 21 hoành. Rồi để luôn. Đúng rồi, cây. Để. Vô luôn giá 900. 900 ha. Rồi. Xuống cây luôn. Rồi mã số tiếp theo luôn, 45. Rồi mã số 45 thì em này cao tầm khoảng 1m6, tán ngang thì khoảng tầm
mét 2 đến mét 3 nha quý vị. Tàn cũng rộng như thế này chắc khoảng mét 3 quý vị ơi. Rồi dần luôn. Nụ đó quý vị, xanh hết trơn rồi ha. Bự không đó. Thở cần chặn tay cũng thấy luôn ha. Đó. Bự không ha. Đây, thân cành đây, xê luôn Tiền ơi. Quý vị ngắm nghía thân cành ha. Cành lực không à? Chưa. Rồi vô hoành luôn. Chưa đâu hoành hả? Chưa. 57 hoành. 57 hoành yếu là 56 đi. À, để cộng bự không nè. Em giao lưu giá 1 triệu ạ. Dòng nó đi em. Để cái gì? Kính hết trơn ha. Ui. 1 triệu. Rồi, xuống cây luôn. Rồi mã số tiếp theo 46. 46 này cao lấy mét rưỡi nha quý vị. Điện thoại đặng lấy này chắc ngoài 1 mét ha. Mét hơn. Em này nụ thì thấy mê luôn quý vị. Đây nè, nụ nè. Nó bung vỏ xanh hết trơn nè. Xanh hết trơn này quý vị nè. Nó bung xanh hết trơn ha. Nó bung lụa hết trơn vậy nè quý vị. Đặt kẹo ha. Rồi xuống cái hoành luôn nha quý vị. Hoành để 21 đi ha. 21 hoành để cũng có đây. Đó, để khá để ha. Rồi giao lưu nhiêu em? Em giao lưu giá 800. 800. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo. Cũng mấy rồi. Xưa mà sang mã số 47 anh Tấn. Rồi 47 này hoa đẹp luôn. Này cao 1m7 rồi quý vị ơi. Tán ngang này khoảng 1m2 có hơn luôn. Đó. Hoa đẹp. Đó, quý vị thấy mặt hoa không? Đó, bứng chung một vườn đó quý vị ơi. Đó nè hoa nè. Hai lớp ha. Vàng đậm luôn ha. Đó, có hoa rồi, nụ. Tay cành đều rang từ trên xuống dưới luôn. Hoành thì là 21. 21 hoành. Rồi. Giao lưu nhiêu đem? Giao lưu giá 700. 700 ha. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục luôn. Mã số 48. 48. Rồi 48 thì em này cao lấy 1m6, tán ngang lấy 1m1 đi ha. Ngoài thì hơn nha quý vị. Rồi xuống cành luôn. Rồi vô nụ luôn ha. Nụ nè. Đặt luôn cái gì nè. No ha, nụ này no cái gì nè. Nóc nó nưỡng ha. Tròn ha. Ở đâu cũng vậy quý vị. Ở trên đó vậy mà ở dưới đây cũng vậy ha. Này nên này nó cũng bung cái lớp ngoài hết lớp này nè. 24 quanh. 24 ha, 24. Khoan. Cho xem vòng cho gì ngắm cái xương cạnh cái ha. Thân nó eo vậy nha cả nhà. Lắc nhẹ đây. Rồi giao lưu nhiêu em? Giao lưu giá 700. Rồi 700 à. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số tiếp theo. Là mã số 49. 9. Rồi em này cao lấy 1m5 nha quý vị. Tán ngang lấy gọn 1m thôi ha. Em này thì nụ thì nó bung lớp vỏ trấu ngoài rồi nè quý vị. Quá trời nụ luôn cả nhà. Vỏ trấu ngoài rồi nè. Đó. Ngày hai ngày nữa sẽ lú cái nụ xanh ở trong ra luôn á. Nụ nè, bung trấu xanh thế nè. Đặt cây trên cái gì nè. Rà đâu thấy cũng nụ những chấm bi trong màn hình đấy ha. Đặt hết trơn luôn. Quanh là 27. 7 quanh ha. Rồi, xê dòng đế luôn. Quanh 27. Để cũng đẹp quá đây. Giao lưu giá 1 triệu ạ. Rồi 1 triệu. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục luôn. Mấy rồi? Này là mã số 50. Rồi mã số 50 em này cao lấy 1m6 quý vị. Tán ngang khoảng tầm 1m1 ha. Tay cành thì xương ngang nè. Xương ngang ha. À, còn nụ đây, nụ nó bự không này quý vị ơi, nè, à, nụ bự không vậy đó, đâu cũng vậy cái gì nè, à, trên đây nó còn dữ hơn nữa ha, à, quá xa nụ luôn, thân cành thì xương ngang ha, cái hoành đây, 27 hoành, hoành 27 nè, rồi xem dòng đế của anh kia cái, đó, bự nhiều.
lâu nhiêu em? Vô lưu giá 900. Rồi, 900. Số 50. Rồi mình sang qua 51 luôn. Hay quá vậy, mã số 51 thì em này cao lấy mét 6, hết đỉnh mét 6. Tán ngang khoảng tầm mét 2. Vậy. Rồi dừng luôn em, vô kiểm tra nút nụ luôn. À. Quá trời nụ luôn. Đây quý vị đó, chặt tay lại cái gì. Đặt cái trên nè. Đó, đâu cũng vậy ha. Chặt đâu cũng vậy quý vị nè, nụ bự bự không ha. Hả? Trên dưới trái phải gì vậy ha. Đó. Rồi, xương cành khích luôn nè quý vị. À, xương cành ha, khích luôn ha. 24 hoành. Rồi hoành 24 rồi sen dòng đế luôn. Để có đế ha. Có đây ha, giáp dòng tứ phía hết trơn nè. Em cũng giao lưu với 900. Rồi, 900. Rồi, mã số 52 là mã số cuối clip của em ạ. Rồi, mã số 52, cuối clip thằng tròn luôn. Rồi, em này cao tầm 1m35, tán ngang cũng khoảng 1m35 luôn. À, dừng đi em. Xương cành thì quá xa. Còn nụ đây. Nụ no, bự. Đó, một cái nút nó ra tới 2, 4, 6, 6 cái nụ luôn ha. Đó. Còn ở trong thân trong mình nó thì dày nè quý vị ơi nè, nó chuẩn bị bung lụa nè, nó tròn 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 hết vậy nè, nó tròn 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 chuẩn bị bung hết rồi nè. Đó, đây ha. Đó, ok quá ha, đẹp ha, nó bung xanh xanh thì ha, mớ còn này rất là nhiều, nó nụ nó như thế này. Đó, đẹp nè. Đó, đẹp ha. 23 hoành tức tại cành thì quá đẹp rồi, quanh thì 23 ha. Rồi xây xây gì mình ngắm nghía xương cành luôn, nụ này cổ chơi đâu gì, xương cành đặc kẹo, nụ đủ cỡ ha. Giao lưu 700. 700 à, 700 mà cây đẹp vậy ha. Rồi hết rồi gì, mình cũng cảm ơn quý vị rất là nhiều ha, đã dành thời gian theo dõi đến kết thúc clip ha. Thì trong quá trình xem, quý vị ưng ý mã số nào có alo trực tiếp cho anh Tường ha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại quý vị mình clip sau.